Hi, chào các bạn đã quay trở lại với kênh Game Hay Thế Giới. Rất là nhiều bạn fan yêu cầu mình hãy làm về cuộc đời của nhân vật Kaido, tức là kẻ đã ăn được trái ác quỷ và hóa thân thành rồng và là sinh vật mạnh nhất trong thế giới One Piece vua hải tặc. Vâng, đến ngày hôm nay mình đã tìm được mod về nhân vật Kaido này. Vậy thì bây giờ xin mời tất cả mọi người, chúng ta hãy đến với cuộc đời của nhân vật Kaido, kẻ ăn trái ác quỷ của rồng. Ban đầu thì Kaido chỉ là một tên hải tặc bình thường. Bằng một cách nào đó, hắn đã tới tầng thế giới và đặt chân lên một hòn đảo vô cùng đặc biệt. Tại hòn đảo này, đang che giấu một bí mật và một sức mạnh vô cùng lớn. Lớn đến mức độ đã khiến cho tất cả các lực lượng hùng mạnh tại thế giới One Piece phải tập trung về đây. Nào là bên phe của hải quân, nào là bên phe của vua hải tặc mạnh nhất Roger, còn có bên phe của quân cách mạng đó chứ. Và tất cả bọn họ đang đi tìm một thứ, và đó chính là trái ác quỷ của rồng. Trái ác quỷ của rồng tương truyền sẽ xuất hiện trên hòn đảo này, và nó sẽ mọc ở bất kỳ đâu. Về phía của Kaido, hắn ta cũng thèm khát trái ác quỷ rồng này từ rất lâu rồi. Khi nghe có thông tin, hắn ta cũng cố gắng hết sức đem cả gia tài, tiền bạc và vợ con đem đi bán hết để hòng tới được đây. Thì trong lúc đi tìm trái ác quỷ của rồng, Kaido đã đụng độ một nhóm lính hải quân. Thế là hắn cũng dùng sức mạnh hiện tại của mình tiêu diệt tất cả hải quân ở đây. Và thật không ngờ, khi hắn tới một khu vực thì nơi này chính là nơi trái ác quỷ của rồng mọc lên. Chấp lấy cơ hội ngàn năm có một, hắn cũng nhanh chóng ăn trái ác quỷ. Và người của hắn đã bắt đầu biến hóa. Hình dạng của hắn trở nên to hơn, đầu của hắn mọc ra sừng của rồng. Tuy nhiên, hắn vừa mới chỉ ăn ác quỷ rồng mà thôi, chưa thể nào thức tỉnh được sức mạnh hoàn toàn của trái ác quỷ này. Do đó, hắn chưa có thể đạt được sức mạnh vô cùng tuyệt đối. Mong muốn của hắn đã thành sự thật, hắn cũng nhanh chóng rời khỏi hòn đảo này. Thì lúc này, hắn đã bị chặn đường bởi phó đô đốc hải quân Gap. Phó đô đốc kia cực kỳ mạnh, đã đánh cho hắn bị thương và gây ra một vụ nổ lớn, khiến cho Kaido văng xa tít lên một khu vực khác của hòn đảo. Một lát sau, Kaido mở mắt ra thì thấy mình đang đứng ở một nơi rất là lạ lùng. Tại nơi này nghe âm thanh của rồng, thì ra cái hòn đảo này còn có một bí mật kinh khủng hơn trái ác quỷ rồng, đó chính là loài long tộc. Nơi đây chính là hang ổ của loài rồng đang cư trú. Kaido cười nhếch miệng, hắn cảm thấy ông trời dường như muốn giúp đỡ hắn. Chắc có lẽ trái ác quỷ rồng mà hắn ăn vào trong người cần phải có máu của loài long tộc mới giúp kích hoạt được trái ác quỷ và sức mạnh kinh khủng của nó. Thế là hắn cũng nhanh chóng đi tìm loài rồng để bắt đầu giết và ăn thịt những con rồng tại hòn đảo bí ẩn này. Mặc dù từng bị đánh bại bởi một phó đồ đốc và chưa kích hoạt hoàn toàn sức mạnh tuyệt đối, nhưng bây giờ Kaido thật sự rất là ghê gớm. Những cú bổ trì xuống mặt đất gây chấn động cả một vùng. Hắn đi tới đâu thì máu rồng đổ tới đó, những con rồng la thét thảm khốc. Lúc này, những tiếng động do Kaido tạo ra thì ở phía ngoài khu vực long tộc này, những lực lượng khác, nào là hải quân, nào là vua hải tặc và quân cách mạng, bắt đầu ập vào gần nơi đây và chuẩn bị chạm trán với lại Kaido. Còn về phía nhân vật chính của chúng ta, hắn cũng nhanh chóng càn quét cả cái khu này, giết sạch loài rồng. Cho đến khi gặp được con rồng chúa tể, hắn cũng đã lấy mạng con rồng đó và thậm chí ăn luôn thịt của con rồng chúa tể này. Và đúng như những gì hắn tính toán, máu, thịt, xương của loài rồng cũng đã một phần nào đó kích hoạt được trái ác quỷ bên trong người của tên hải tặc tàn độc này. Wow, xung quanh người của hắn đã xuất hiện một nguồn năng lượng ma quái vô cùng lạ lùng. Chắc có lẽ bây giờ hắn đã mạnh hơn xưa rất là nhiều. Tuy nhiên, hắn vẫn chưa đạt đến mức độ cực đại, chưa thức tỉnh trái ác quỷ hoàn toàn đâu. Bởi vì khi thức tỉnh trái ác quỷ rồng, hắn sẽ hóa thân thành long tộc. Kaido lại tiếp tục lên đường, không muốn tìm sinh vật nào đó để có thể giúp mình thức tỉnh trái ác quỷ hoàn toàn. Thì lúc này trên đường, hắn đã bắt gặp được các thành viên trong băng nhóm của vua hải tặc Roger. Chắc có lẽ vua hải tặc muốn tới đây để thu hồi lại sức mạnh của Kaido, tức là sẽ giết chết hắn để sức mạnh đó sẽ tái sinh một lần nữa. Nhưng mà dẫu gì thì Kaido cũng đã thức tỉnh một phần nào sức mạnh của trái Dragon rồi. Lúc này hắn vô cùng mạnh mẽ,
Tất cả các thành viên trong Roger dường như không phải là đối thủ của kẻ đã ăn trái ác quỷ của rồng. Hắn cũng nhanh chóng đánh bại nào là Phượng Hoàng tái sinh, nào là Xanh tóc đỏ, và còn có cả Vua bóng đêm nữa chứ. Nhưng mà tất cả các thành viên của Vua hải tặc đều là gãi ngứa cho Kaido mà thôi. Thế là hắn cũng nhanh chóng vượt qua từng thành viên. Những kẻ yếu đã bị hắn giết, còn những kẻ mạnh đã bị hắn đánh bại hoàn toàn. Cho đến khi hắn đã đụng độ thuyền trưởng của họ, tức là Vua hải tặc Roger. Không hổ danh là Vua hải tặc. Ngài ấy rất là bình tĩnh và vô cùng thanh thản trước Kaido. Ngài ấy đã bảo Kaido hãy nhanh chóng nộp trái ác quỷ của rồng lại. Sau đó ngài ấy sẽ xây cho Kaido một ngôi mộ thật đẹp. Nghe thấy thế, Kaido điên tiết lên và tấn công luôn cả Roger, Vua hải tặc. Mặc dù Kaido rất là mạnh, nhưng mà Roger nhanh chóng né đòn và dùng cái kiếm của mình chém nhiều phát, khiến cho thịt của Kaido bắt đầu rỉ máu. Quá đau đớn, Kaido nhanh chóng tháo chạy thật nhanh vào khu rừng rậm rạp. Sau đó, băng qua khu rừng này thì Kaido lại tới một khu vực còn vô cùng kỳ lạ hơn. Trên cái hòn đảo rộng lớn này xuất hiện rất là nhiều sinh vật vô cùng kỳ quái. Bọn chúng rất là to lớn, sức mạnh bọn chúng cũng rất là phi thường. Và Kaido nhìn thấy thế rất là háo hức. Hắn cũng nhanh chóng bay tới xé thịt lũ quái vật ở đây và nhai thịt bọn chúng, hòng muốn bồi dưỡng lại cơ thể của mình sau những cuộc chiến đầy mất mát. Cứ như thế, Kaido đã tu luyện và tiêu diệt rất là nhiều quái vật ở khu vực này trong rất là nhiều ngày. Vừa bắt những sinh vật kỳ lạ ở đây nhai thịt bồi dưỡng cơ thể, vừa suy nghĩ về sức mạnh để thức tỉnh trái ác quỷ, đồng thời có thể né tránh được tất cả các lực lượng đang đi tìm sức mạnh của hắn tại khu vực này. Thì lúc này Kaido đã vô tình hiểu được sức mạnh của rồng trong bản thân của mình và hoàn toàn thức tỉnh trái ác quỷ kinh khủng của sinh vật mạnh nhất. Vâng, vậy là hắn đã thật sự thức tỉnh. Hắn đã thật sự chuyển hóa cơ thể của mình thành một con rồng rồi. Wow, thật là đẹp quá đi. Được rồi, đến lúc hắn sẽ dựa trên cái sức mạnh vĩ đại này để rời khỏi hòn đảo và hùng bá một phương, trở thành một tứ hoàng hải tặc trước đã. Sau đó tiếp tục tu luyện mới có sức mạnh đánh bại được Vua hải tặc Roger. Chứ bây giờ mặc dù đã hóa rồng rồi, nhưng hắn vẫn không phải là đối thủ của Vua hải tặc đâu. Thì lúc này trên đường tháo chạy bay ra biển thì rồng Kaido đã lại đụng độ với lại một nhóm hải quân. Nhưng lần này nhóm hải quân vô cùng đặc biệt, đó chính là xuất hiện hai phó đô đốc, trong đó có Gap, người từng đánh bại Kaido, và còn có cả đô đốc Sengoku, người đã ăn trái ác quỷ của Phật tổ đó chứ. Thôi, lần này Kaido xong rồi. Nhưng mà hắn đã cố gắng bình tĩnh, sử dụng toàn bộ sức mạnh của rồng và bắt đầu gây chấn động cả một vùng, giết chết tất cả các lính hải quân trước sức mạnh hủy diệt của rồng Kaido. Đến ngay cả các phó đô đốc cũng phải e dè và ẩn nấp. Tưởng chừng như Kaido trong trận chiến này sẽ hoàn toàn đàn áp được cả hải quân, nhưng thật không ngờ đô đốc Sengoku đã bắt đầu ra tay. Ngày ấy đã sử dụng những khả năng của trái ác quỷ Phật tổ, biến hình giống như là Phật tổ Như Lai vậy, cũng đã nhanh chóng thi triển phép thuật của mình để khống chế cả rồng Kaido. Hai bên đã chiến đấu với nhau gây chấn động và đất đá núi lở khắp cả một vùng. Mặc dù Kaido đã hóa thành rồng, nhưng bắt đầu cảm thấy bị thương, bắt đầu cảm thấy đau rát trước những cú chưởng của Sengoku, đô đốc thủy quân. Cảm thấy không ổn, Kaido chớp lấy sơ hở và nhanh chóng chuồn khỏi cái khu vực này và bay thẳng ra biển. Sengoku cũng nhìn hắn trong sự tiếc nuối của hải quân. Và kể từ đó, Kaido đã thoát được khỏi hòn đảo kia và đến một vùng biển, trở thành tứ hoàng và trở thành sinh vật mạnh nhất mà khó ai có thể địch lại. Được rồi, đó là toàn bộ câu chuyện về sự hình thành sức mạnh cũng như nguồn gốc của Kaido, một trong những tứ hoàng One Piece. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.